Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của xe Kia Spectra. Đây là cái dòng sản phẩm dàn lạnh của Kia Spectra. Sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu chính là 100% là từ nhôm, các lá tép nhôm đúc cao cấp kết hợp lại với nhau tạo thành khối, tạo nên khuôn theo tiêu chuẩn kích thước OEM dàn theo xe. Đây, cái đầu để bắt ra co của cái dàn lạnh Spectra nó khá là đặc trưng. Anh em có thể nhìn này, phần đường cao thì ở phía dưới, đường hồi thì phía trên, ra phía co thì của nó là ra mặt bích vuông để chúng ta bắt van vuông. Đây là phía mặt trước của sản phẩm, đây là phía bên sườn và đây là phía mặt sau. Từ những hình ảnh cụ thể thì mọi người có thể nhìn thấy này, các cái lan nhôm của nó rất là đồng đều nhau đó. Đây, các cái lan nhôm của nó rất là đồng đều nhau luôn. Đấy. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của Kia Spectra. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.